hôm nay thứ bảy máu chảy về tim, hôm nay thì máu chảy về nhà. Giới thiệu hôm nay live stream giới thiệu với tất cả quý vị khán giả một cái nhà coi như vậy là ngôi nhà hạnh phúc của nghệ sĩ Xuân Hinh, một cái phòng ngủ coi như vậy là u đầu sáu vít chơi vơi đấy, một phòng ngủ rất nhỏ xinh xinh. Đi vào giới thiệu nhé. Khi giới thiệu mấy các chế là đây là phòng ngủ của hai vợ chồng. Ngày xưa là ở chung cư thì bà ấy, mọi người cứ vẫy này vào thì bà ấy ghen, ngứa ghẻ hơn ghen, mà cái ghinh cái giống đàn bà mà nó ghen kinh lắm. Thế là bà ấy là bắt coi như vậy là hạ thổ. Thế hôm nay thì cứ ở chung cư lại bắt hạ thổ. Đây em giới thiệu một cái phòng, cố mãi là làm một cái phòng nhỏ xinh xinh này. Đây mới xi măng thôi chứ mới trắng nền chứ chưa nát được. Đấy, phòng nhỏ đây. Các chế thấy nào thì có ý nhá. Đấy, phòng nhỏ xinh xinh. Đây. Bật cái này ra. Đây một bên này một cái đèn, bên kia một cái. Thế là hôm mà dỗi nhau thì mỗi đứa coi như vậy nằm ngoảnh hết đây thì bắt đầu là lại nhắn tin. Đấy, mỗi đứa cái. Đây, phòng đây. Có một cái ảnh nhà ngày xưa đây, gớm về màu tím màu xanh, gớm cái ông họa sĩ này ông ấy tặng cái ảnh đây. Cây cối đây mọc cây mở cửa đây ra, tối ngủ hai vợ chồng là cởi chân cởi chiếc ra, mặc mỗi quần đùi thôi nè, ngắm cây thơm nức kìa. Đấy đi sang bên này. Giới thiệu tí cho nó. Đây. Không biết mọi người cũng biết có hợp cái khu này. Đây có cái đài mua từ mấy chục năm này, để vẫn giữ làm kỷ niệm. Đấy. Còn là tuổi có con gái. Đây một cái đèn nữa. Đây hai cái này để nhắn tin. Mỗi đứa con như vậy nó hôn dỗ nhau thì ngoảnh chồng mong rồi đấy. Làm thì mà thế này. Chồng mong cái này. Chúng bông chúng tí ra thì mỗi đứa sẽ bắt nhắn tin. Không ấy thích thế này. Có cái này con co. Đấy, cái này. Thế hôm nào mà chán vợ thì đi ngắm năm cô thú nữ có đẹp không? Thì cứ nhìn thấy đấy, cứ tưởng tượng cũng thấy thích. Giường đây, đệm. Bây giờ có tuổi rồi là không nằm đệm mềm được, nằm nó cứng thế này để nó đỡ võng cái lưng. Đấy, đệm cứng thì ngủ thoải mái cái chăn. Màu này không biết là mọi người thấy có được không, nhưng mà nhà ở Xuân Hinh thì toàn dòng cây này, cây là người mẹ thiên nhiên. Đấy, nhìn thấy chưa, đấy ba chạm đẹp không, mọi người biết thấy nào đấy, toàn thiên nhiên. Đây là dòng cây, này dòng cây là từ dưới đất chứ không phải là dòng từ trên mái nhà. Dòng cây trên mái nhà chỉ độ hơn một năm nó xỏ cái rễ xuống là cứ vàng ươm, cái tưởng ở trên đấy là nhà vệ sinh bị hỏng, em không có dòng cây ở trên nhà mà dòng cây ở dưới đất. Còn đây đổ đây quả đu lúc nào chỉ mong đấy đầy đủ cuộc sống đầy đủ. Đây có mỗi cái tủ quần áo này đây. Còn xin giới thiệu với tất cả mọi người là bồn tắm hai win, cái này là rất quan trọng, bồn tắm hai win đây nhỏ xinh xinh không, bồn tắm rất nhỏ đấy. Ở trên này là hở, dưới hở, còn giữa thì lại kính mờ thế này. Đấy, thế cho nên là cứ nhìn đi trên mới nhìn đi dưới mà không nhìn đi giữa, thế là cứ thèm thôi. Có thèm thì chỉ biết đứng mà xem mà. Đấy, cứ tác phẩm đấy, phòng tắm nhỏ xinh xinh, vệ sinh không chỉ bé thì có mấy mét vuông này, chứ làm to làm gì, đúng không? Em thì không có nhu cầu làm to, vì là làm to trong này chắc em ngồi nằm ngủ trong đấy. Tiền mình tiền ít thì mình dùng cái này, mà cái đồ này là đồ Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc cao cấp cứ nói luôn đấy, trông như Tây đúng không? Em được ăn mặc nói ngay và ăn chay nói thật, đồ Trung Quốc chứ không có đồ đấy. Hoa thì đây, đây xi măng này, đây xi măng này, đó xi măng, hoa đấy, cứ bé tí đấy, cũng cái nhỏ bé tí.
đấy, thế này đấy, tha hồ tắm rửa cốc chén này, hoa cũng nhỏ nhỏ xinh xinh bé bé tí tí nhá. Thì tôi đấy, mọi người thấy được không đấy, cái đồ này là nó cứ nửa kín nửa hở đấy, nửa máy nửa quần đấy, đây này cao không tới thấp không xong không không thông mà cứ đông đông ở giữa để đâm thì hay. Nhiều người vào này xem là cứ thích cái này, hai queen đấy, hai queen đấy, trông cứ tưởng đồ Tây nhưng mà thú thực là đồ Trung Quốc cao cấp. Mọi người thấy không, thấy được không đấy, một cái không gian nhỏ nhỏ không, một cái phòng ngủ là thiết kế nó chỉ nhỏ xinh xinh thôi, bé thế này vài chục mét thôi, hiểu không? Thế đêm nó nằm ngủ nó 9 giờ bắt đầu nó tỏa cái năng lượng ra đấy, thế bắt đầu là đến 10 giờ bắt đầu là ấm cúng rồi đấy, trong lúc giờ thì mệt ngợm mình vẫn phải lên đi lọc, chứ không làm cái phòng to xong rồi nó tỏa cái năng lượng ra đến gần 6 giờ sáng mệt nhoài còn làm ăn gì. Cái này ấm cúng này này, lúc nào vào cái phòng nó ấm cúng đấy, các chị thấy không biết có được không. Đây phòng hạnh phúc của u 60 người đi chơi vơi, rất chơi vơi đấy, mọi người xinh xinh đấy nhở. Thế thì được đấy, mọi người thấy đây, cái này là hai cái đấy, đấy đấy đi. Thế xong rồi nhá, chiều thứ bảy là chúc tất cả những khán giả thân yêu của Xuân Linh vui vẻ mạnh khỏe, điều mà cuộc sống lúc nào cũng an nhàn là chỉ cần đủ ăn thôi, nhưng mà đủ ăn mà vợ hư thì cũng không an nhàn được, mà vợ hư thì lấy vợ khác chứ con hư là nhục muôn đời. Đấy mà đủ ăn mà vợ ăn con ngoan như sức khỏe không tốt cũng không ăn nhàn được, chứ em chỉ đủ ăn rồi mà ăn bây giờ thì ăn vẫn vẫn ăn được, có thở vẫn độ này vẫn béo. Thôi nha, chúc tất cả mọi người sức khỏe nhé, cuộc sống an nhàn, bye bye. Vậy xin giới thiệu với tất cả mọi người.